tính kế chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với người khác thật may mắn, vì chúng chưa bao giờ gặp phải những người như hắn. Nghĩ sống một cuộc đời ngập tràn như ẩn sống của thần thanh, kẻ giật sáng như vầng thái dương, trỗi tràng mãnh liệt và lúc trọn mọi thứ xung quanh. Năm xưa ta đã dứt bỏ cả thân phận nhân loại, bỏ mặt vợ con và cả gia tộc, giết luôn cả hậu duệ cuối cùng của mình. Và để giờ đây ta nhận ra ta là ai. Ta là ai trên cõi đời này? Hay chỉ là một con quỷ mang hình hài gớm ghiếp? Khuôn mặt của cha mẹ đã nhạt nhòa, khuôn mặt của vợ con ta không thể nhớ nổi, chỉ có hắn là ta vẫn còn nhớ như in. Hắn đã từng nói người đi đường đạo, chủ về cuối cùng cũng giống nhau. Nhưng ta không thể đến được lời mà hắn đến, ta không thấy được thế giới mà hắn thấy. Ta là của cơ sĩ bộ thượng quyền nhất, kẻ đứng đầu trong thập nhị huyệt quyền. Hai năm xưa khi còn là con người, ta có cái tên là Michikatsu Toshikini. Ngày hôm nay ta sẽ kể cho các người nghe về cuộc đời đầy dẫy những sai lầm của ta. Ta có một người em trai song sinh cực kỳ là xuất sắc, một kẻ được chọn, kẻ dứt sáng như vầng thái dương, trỗi tràng mạnh liệt và lúc chọn mọi thứ xung quanh. Trong thời kỳ mà ta được sinh ra, một cặp song sinh được xem là điểm gỡ, mang lại nhiều rắc rối trong công việc thừa kế gia tộc sau này. Hơn nữa, từ lúc sinh ra, em trai Hiroshi của ta có một cái bước lạ. Lên phụ thần đã tuyên bố sẽ giết đệ ấy. Nhưng mẫu thân ngay sau khi nghe đến điều này đã không kìm nén nỗi cơn thịnh nộ tựa như núi lửa phun trào. Chính vì mẫu thân ta đã ngăn cản nên cha ta đã sắp xếp để đưa Yorichi lên chùa vào năm 10 tuổi. Sự dưỡng dục mà hai ta nhận được khác nhau hoàn toàn. Từ phụ mở giáo dục đến cả thức ăn của chúng ta cũng khác nhau hoàn toàn. Mỗi khi ta thấy mẫu thân, Yorichi đều sẽ ở đây bám chặt vào bên trái của bà. Nhìn thấy đại ấy như vậy, dù là một đứa trẻ, ta cũng cảm thấy thương hại cho Yorichi. Và ta thường trốn phụ thân sang chơi cùng Yorichi trong thân phần nhỏ giống chỉ ma chiếu của đại ấy. Nếu ta đưa chỗ đệ bất cứ một món đồ nào của mình thì phụ thân sẽ phát hiện ra. Nên ta đã đưa chỗ đệ một cây sáo do chính tay ta làm. Nhưng chưa một lần Yorichi mở miệng cười. Bà đệ ơi, bà luôn như vậy từ khi lọt lòng đến giờ. Đấy là một đứa trẻ thật kỳ lạ, mới đến năm 7 tuổi để mới nói những câu đầu tiên. Trước đây mọi người đều nghĩ đã là một đứa trẻ bị câm điếc. Ngày mà để mở lời, ta đang tập kiếm ở trong giường. Trong lúc đó Yorichi chỉ im lặng đứng nhìn ở dưới bóng dâm của một cái thông. Chỉ như vậy thôi đã khiến ta cảm thấy giận người. Huynh à, giấc mơ của huynh là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất đất nước này hay sao? Khi ấy, ta không nghĩ để còn mở được miệng lên khi nghe để gọi mình một cách lưu loát như vậy. Trong bất ngờ, hơi thở ta dường như nghẹn lại và cái kiếm gỗ trong tay ta đã rớt xuống. Hơn nữa, để tuyên bố trở thành một kiếm sĩ giống như ta, nhưng Yorichi sẽ sớm được 10 tuổi, sẽ được gửi lên chùa. Đấy sẽ trở thành một thầy sư chứ không phải là kiếm sĩ. Ta không biết liệu đệ có hiểu được điều đó hay không, nhưng ta nhìn thấy miệng của Yorichi lỡ nụ cười đầu tiên, ta cảm thấy sợ hãi. Kẻ luôn chạy đến bên bám chặt vào mẫu thân, một khi nhìn thấy bà sẽ trở thành một kiếm sĩ dấn thân vào chiến trường hay sao? Đây là điều không thể. Tuy nhiên sau hôm ấy, Yorichi luôn đứng gần mà thề muốn được học kiếm. Thuộc hạ của phụ thân ta, đồng thời cũng là sư phụ dạy kiếm thuật của ta,
muốn chiều lòng Yorichi nên đã đưa cho đệ ấy một cây kiếm gỗ. Bằng vài câu nói đơn giản chỉ cho đệ cách cầm kiếm và đứng tấn. Sau đó người đệ tớ vào tư thế sẵn sàng và nói đệ hãy tấn công thử. Các người có biết chuyện gì đã xảy ra không? Yorichi chỉ trong nhắm mắt đánh trúng 4 lần làm người đệ tớ ngất xỉu. Dù ta có cố gắng như thế nào thì cũng không thể đánh trúng người ấy dù chỉ một lần. Kể từ ngày hôm ấy, Yorichi chưa bao giờ nhắc đến việc muốn trở thành một kiếm sĩ nữa. Và đệ ấy bảo đệ không thể chịu được cái cảm giác đánh trúng người khác, nhưng ta muốn nắm được bí mật sức mạnh của Yorichi và ta đã tra hỏi đệ. Trong lúc nói chuyện, Yorichi đã nhắc đến những điều vô cùng khó hiểu. Trước khi huynh tấn công, hãy hít thở thật sâu và để ý thật kỹ đến cấu trúc trong xương và cơ thể, sự co giãn của cơ bắp và tuần hoàn máu của đối phương. Phải mất một thời gian sau thì ta mới hiểu được. Với Yorichi thì cơ thể mỗi sinh vật sống đều trở lên trong suốt, giống như cái bước ở trên trán. Nhãn quan của đệ ấy vô cùng đặc biệt và một thứ sức mạnh cũng tuyệt vời không kém. Kẻ mà từ trước đến giờ ta luôn cảm thấy thương hại thực chất lại còn vượt trội hơn cả ta rất nhiều. Thay vì nói về kiếm đạo, để lại thích chơi thả diều. Ta, một kẻ mong muốn chạm tới đỉnh cao của kiếm đạo, trên con đường ấy muốn tinh thần thì phải đổ máu và chịu nhiều đau đớn. Nhưng mọi người đã nói với ta rằng ta có tài năng, chỉ cần ta toàn tâm toàn ý chắc chắn sẽ thành tài. Nhưng so với thần đồng phi thường ấy, ta chỉ như một con rùa thực đánh mà thôi. Sẽ thật tuyệt nếu những người mong muốn một điều gì đó được ban phát tài năng để đạt được. Vôi chi lúc nào cũng tỏ vẻ chán trường mỗi khi nhắc đến kiếm đạo. Dù có được tài năng to lớn như vậy, đại không hề vui mừng vì việc này. Với Yorichi, kiếm đạo không còn bằng những trò chơi của trẻ con. Và vị thế của ta đã thay đổi hoàn toàn. Người đệ tớ ấy sẽ mẩm báo với phụ thân của ta về việc của Yorichi. Đệ sẽ trở thành người nối dõi của gia đình này. Còn ta sẽ bị nhét vào căn phòng giống chỉ 3 chiếu. Và 3 năm sau, ta sẽ trở thành người bị đưa lên chùa và giấc mơ trở thành kiếm sĩ của ta sẽ tan biến. Đang lúc suy nghĩ khiến ta không ngủ được thì đệ lại đến tìm ta. Huynh ơi, sao vậy? Huynh à, mẫu thân đã qua đời rồi. Đệ nói sao? Tại sao mẫu thân lại qua đời? Đệ xuất hiện lúc canh dần. Tin mẫu thân qua đời như tiếng sét đánh qua tai ta. Tại sao đột nhiên mẫu thân lại? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Hãy thưa lỗi cho đệ. Mọi việc huynh hãy cứ hỏi người hầu cận của mẫu thân. Tối nay đệ sẽ lên chùa. Đệ định đi bây giờ luôn sao? Dạ vâng. Đệ chỉ muốn nói lời từ biệt với huynh. Cây sáo này. Sáo? Đệ sẽ luôn nhìn cây sáo này và nghĩ đến huynh. Dù có phải cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, đệ vẫn sẽ không mất niềm tin. Và đệ sẽ cố gắng mỗi ngày. Và Yorichi đã có em kỳ xảo và đặt vào chục túi. Như thế, đó là một món bảo vật. Một cái xảo chỉ cất lên những tiếng âm thanh lạch lạc. Thậm chí, đệ còn nở một nụ cười khiến ta thật là khó hiểu. Thứ bỏ đi ấy, có gì quý giá đến như vậy? Điều khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu và không đáp lại một lời nào. Nhưng Yorichi như cảm thấy thỏa mãn và cúi đầu chào ta. Và cứ như vậy, Yorichi bước đến một lời ta không ai biết, gần như không mang theo một chút tư trang nào. Sau khi đọc được nhật ký của mẫu thân, ta mới biết rằng Yorichi đã nhận ra rằng phụ thân sẽ đưa đệ ấy lên làm người nối dõi. Cho nên đệ ấy sẽ quyết định bỏ nhà ra đi trước khi quyết định ấy được đưa ra.
Hơn nữa Yorichi còn biết cả về bệnh tình của mẫu thân và lúc bà sẽ qua đời. Trong suốt những năm qua, mẫu thân bà phải chịu nhiều khổ cực khi một nửa bên trái của bà bị suy nhược dần đi. Nửa bên người trái của bà, bên trái, không phải Yorichi nung bám lấy mẫu thân, mà là vì cơ thể của mẫu thân đã bị suy yếu nên đệ đã luôn đỡ cho bà. Chính vào lúc ấy, ta cảm thấy lòng đấu kỵ dần vào trong cơ thể ta. Từ sâu thẳm trong tận đáy lòng, ta cảm thấy căm ghét Yorichi và tài năng của hắn. Tao ước gì mày chưa từng tồn tại trên thế giới này. Người như mày tốt nhất đừng nên sinh ra trên cõi đời này thì hơn. Mày sống trên đời này chỉ làm thêm hỗn loạn trật tự của thế gian này mà thôi. Ngay ngày hôm sau, phụ thân đã phái người đến chùa để đưa Yorichi trở về. Nhưng Yorichi thực ra chưa hề đến đây. Lỗ bất thình lình cắt đứt mọi liên lạc, biến mất không còn bóng dáng. Không biết trên đường nó có gặp cướp, gặp lối lỡ hay bị gấu tấn công hay không. Nguyện vọng của ta đã được thực hiện bằng một cách không ngờ đến nhất. Thời gian thấm thoát qua màu đã được hơn 15 kể từ đó. Ta cứ giờ sinh con. Nhưng ta chỉ cảm giác được một điều, ngày tháng trôi qua có vẻ như chậm lại. Và có một hôm ở bên ngoài doanh trại, ta và đám thuộc hạ đã bị lũ quỷ tấn công. Thời gian ngưng động trước đó bắt đầu chuyển động trở lại. Chúng tôi đã bắt gặp người mà cả hai đều không muốn gặp lại. Yorichi đã cứu ta khỏi tay của bọn quỷ. Kim thuật của nó đã đạt đến mức tuyệt đỉnh. So với trận so tài hồi nhỏ, kim thuật của nó hiện tại đã bỏ xa lúc đó. Nó dễ dàng hạ gục tất cả những bọn không phải con người này. Trong giây phút nhìn thấy Yorichi, cảm giác yên ổn trước đây của ta hoàn toàn biến mất. Đố kỵ và lòng ghen ghét lần nữa lại thiêu cháy trong ta. Nhất xin lỗi hoàng huynh. Yorichi xin lỗi ta vì nó đã đến chậm một bước, vì không cứu được thuộc hạ của ta. Yorichi đã trở thành một cường giả, thành một người thanh cao trong sạch, hoàn mỹ vô khuyết. Sức mạnh kim thuật đó tôi ảo ước có được nó. So với sức mạnh hiện tại của ta bây giờ thì đúng là một trời một vực. Vì thế ta đã bỏ lại gia tộc, bỏ lại vợ con để trở thành một thợ săn quỷ giống như đấy. Yorichi đã dạy lại kim thuật cách thu hút cho tất cả mọi người, nhưng không ai theo kịp được hắn ta. Yorichi đã căn cứ vào sở trường và năng lực khác nhau của từng người, chỉ dạy cho họ cách hít thở khác nhau. Bắt đầu từ đó, môn phái hơi thở mặt trời sinh ra ngày một nhiều hơn. Người mang dấu ấn xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Chiến lực của thợ săn quỷ cũng ngày một mạnh hơn. Và trên người ta cũng mau chóng xuất hiện dấu ấn. Dấu ấn ý hệt của Yorichi. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không thể sử dụng được hơi thở mặt trời. Ta chỉ sử dụng được một phần nhỏ thừa hưởng từ hơi thở mặt trời, sau đó đặt tên cho nó là hơi thở mặt trăng. Ta tin rằng nếu ta nghiêm túc luyện tập thì có một ngày nào đó ta sẽ đạt được sức mạnh giống như Yorichi. Trong lúc ta đang bực bội, ta không cam tâm số phận, thì bắt đầu những người mang dấu ấn từ từ chết đi. Người mang dấu ấn chẳng qua họ chỉ là mượn tuổi thọ của trời. Qua thời gian hoàn thiện kiếm thuật của bản thân và chỉ sử dụng nó được trong thời gian ngắn, ai cũng sẽ kiệt quệ sinh mệnh. Ta vốn không có tương lai, cả thời gian luyện tập ta cũng không còn bao nhiêu. Và rồi ngày đã đến và khuyên ta gia nhập thập nhị huy quỷ. Vậy thì trở thành quỷ không phải tốt hơn sao? Chỉ cần nhà ngươi trở thành quỷ là nhà ngươi sẽ có những ngày tháng vô tận, bất sinh bất diệt. Nhà ngươi muốn nghiên cứu về kiếm thuật, còn ta thì muốn biến các kiếm sĩ sử dụng hơi thở trở thành quỷ. Tại sao lại là ta?
Tại vì ngươi khác với những con người ở đây, ngươi có cơ hội lựa chọn. Con đường mà ta đang mong muốn trong tim đang mở rộng trước mắt. Ta dùng dậy thoát khỏi tất cả xiềng xích. Phải, nên là như thế. 85 sầu để lại xuất hiện ngay trước mặt ta một lần nữa, ép ta phải thừa nhận hắn xuất hiện trên đời này, siêu diệt hơn mọi sự tồn tại. Hắn sống đinh già, không cho ta bất cứ cơ hội nào để vượt qua. Tất cả mọi người, kể cả vị đại nhân đó cũng không có cách nào thắng được nó. Không một ai đã thương được Yorichi Vũ Chỉ ngoài da. Tại sao? Tại sao mày lại mang đến cho ta sự nhục nhã thê thảm đến thế? Đồ chó chết, chết đi! Những lời nói thủ nhỏ của Yorichi luôn vang vọng trong đầu ta. Ta cảm thấy khó chịu và phát điên lên. À, đừng nói nữa, tao ghét mày. Chỉ cần thấy mắt mày là ta cảm thấy buồn luôn rồi. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của mày là tao tức điên lên. Nhưng vài trăm năm qua, trong ký ức đều khắc sâu khó quên đó là khuôn mặt của mày. Khuôn mặt của cha mẹ đã nhạt nhòa, khuôn mặt của vợ con ta, ta cũng không thể nhớ nổi. Chỉ có mày làm ta nhớ như in, như mặt trời, chỉ có một không hai. Bất cứ ai tụ tập xung quanh mày, chỉ có thể duỗi hai tay về phía của mày. Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là dậy dùng trong đầu đơn, cho đến khi ta tan thành cho bụi. Cho nên cùng tao vẫn chẳng có được gì cả. Bỏ đi gia tộc, bỏ đi vợ con, bỏ đi cả thân phận nhân loại, chém hết hậu duệ của mình, cả tôn nghiêm của kim sĩ ta, cả tôn nghiêm của kim sĩ bản thân ta cũng dứt bỏ. Làm đến mức như thế vẫn là chưa đủ hả? Hắn từng nói người đi đường đạo, chỗ về cuối cùng là giống nhau. Nhưng ta không đến được nơi của hắn đến, ta không thấy được thế giới mà hắn thấy. Sau khi Yorichi chết, ta và vị đại nhân đó đã thề sẽ giết sạch những kiếm sĩ biết kiếm thuật hơi thở mặt trời. Nhưng tại sao những hơi thở của mày vẫn còn dương vấn trên đời này? Tại sao ta lại không để lại được gì cả? Tại sao ta không trở thành ai cả? Tại sao ta lại khác biệt nên thế? Tại sao ta lại sinh ra trên cõi này để làm gì? Hãy nói cho ta biết đi, Tatsugi Kuni Yorichi. Vừa rồi anh em đã được nghe kể về cuộc đời của Thượng Huyền Nhất Cầu của Sibo qua giọng đọc của mình. Đây là lần đầu đọc truyện theo phong cách này, chưa có hay mong anh em góp ý.